Rồi, anh Phi chào các bạn. Mấy ngày nay Halloween rồi, mệt quá các bạn ơi, đuối quá các bạn. Sáng nay anh Phi lại mãi cầm ở cửa hàng sớm rồi đó, để phục vụ cho một số bạn bị thiếu đồ. Tại vì sáng nay có một số trường sẽ chơi Halloween nha các bạn nhé. Halloween thì anh Phi không giải thích về cái ngày đó. Trước mắt chúng ta chỉ đơn giản đó là một cái lễ hội hóa trang. Các bạn có thể hóa trang thành mọi thứ ở trên đời này, miễn là các bạn vui, khỏe là được nhé. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ, các bạn muốn hóa trang thành con cá sấu cũng được, nhưng con cá sấu mà nằm là coi chừng mấy bạn nó leo lên người nó ngồi đó nha. Bây giờ thì anh Phi sẽ đóng con cá sấu này để gửi về cho một cái đơn Shopee Express. Shopee Express, hôm nay anh Phi sẽ dành thời gian nói về Shopee Express chút xíu nha các bạn nhé. Với mã vận đơn rồi với anh Phi lướt qua như vậy để biết làm chi không? Tại vì có những lúc Shopee họ yêu cầu mình phải gửi cái clip quay chính diện cho cái đơn hàng này. Mà không thể nào clip nào anh Phi cũng ghi nhận cái kiểu, cái cách và chi tiết đó được. Cho nên thôi anh Phi lướt qua, để sau này có gì thì anh Phi sẽ chứng minh được cho Shopee ha. Còn sáng nay thì chắc chắn là anh Phi sẽ test con cá sấu này rồi. Các bạn không yên tâm, không phải lo lắng gì hết. Chúng ta sẽ test hàng, đóng hàng, gửi đi như xưa giờ. Mặc dù là Halloween thì là chuyện của Halloween, còn test hàng, đóng hàng vẫn là cái chuyện chính của chúng ta. Bây giờ thì anh Phi sẽ cho pin vào đây, sau đó anh Phi sẽ mở cái cáp ra để anh Phi sạc vào con cá sấu. Trên con cá sấu này nó sẽ có một cái nút công tắc và lúc nào cũng vậy hết các bạn nhé. Các bạn sẽ để công tắc off để sạc và nghỉ, và để công tắc on để chơi. Khi mà bấm tới đèn pin sẽ sáng, cũng như là nó sẽ phát ra một cái tín hiệu để nó dẫn con cá sấu đi tới. Bấm lùi thì con cá sấu sẽ bò lùi nha. Rồi, cái cách nó là như vậy. Thì anh Phi vừa làm thì anh Phi cũng vừa nói. Rồi và sáng nay thì anh Phi cũng trình bày một chút xíu về cái trạng thái đơn hàng mà đôi khi các bạn sẽ bị nhầm một chút xíu. Có một số bạn thì khá rành về Shopee và cũng mua hàng rất là nhiều ở trên đó, cho nên khi mua hàng các bạn lại quan sát cái trạng thái đơn hàng. Các bạn lại hỏi anh Phi là ồ, hàng của em đóng chưa mà sao chưa có đi vậy, không có ai lấy hết, shop hẹn lại ngày trả, ngày gửi hàng hả? Nói xin thưa các bạn là không có chuyện đó nha các bạn. Với anh Phi, lúc nào hàng cũng sẽ được đóng ngay. Khi các bạn nhìn trên hệ thống là xác nhận đơn hàng, shop xác nhận đơn hàng cho các bạn là anh Phi sẽ đóng ngay, hoặc anh Lĩnh sẽ đóng ngay, hoặc chị Thư sẽ đóng ngay. Không có câu chuyện chờ. Bởi vì bên Abo anh Phi không có thích khái niệm chờ, bởi vì chờ á mất công nhớ lắm. Cho nên là bên anh Phi làm liền để tập trung thời gian làm cho chuyện khác. Cho nên thường hàng là luôn luôn đóng ngay, khoảng tầm 15-20 phút sau đó. Và nếu có bận lắm thì trong vòng một buổi sáng thôi là xong hết mọi chuyện. Nhưng mà trên hệ thống thì các bạn đôi lúc các bạn thấy á, là bên shipper á, cái người gom hàng á, họ vì một cái lý do nào đó, chẳng hạn như ba bệnh, mẹ bệnh, bản thân bệnh, vợ bệnh, con bệnh, hoặc là đi nhậu về bệnh, thì họ sẽ hẹn lại ngày lấy. Nhưng mà khi trên hệ thống họ sẽ không ghi nhận điều đó nha các bạn. Họ không ghi nhận là do tôi bệnh, do tôi bị một cái gì đó cho nên tôi không lấy hàng được. Chỉ đơn giản họ ghi nhận là shop, người bán hẹn lại ngày giao, đơn giản vậy thôi. Họ sẽ đồn hết cái trách nhiệm cho người bán nha các bạn. Cho nên trong những cái tình huống đó các bạn cũng không cần phải lo lắng gì hết. Các bạn cứ chờ qua một nửa ngày hoặc một đêm là chuyện nó sẽ được giải quyết. Nhưng ngày hôm nay sẽ là lâu nè. Giả hạn như cái đơn hàng ngày hôm qua anh Phi đóng vào lúc 2 giờ trưa, giả dụ vậy đi ha. Rồi tới chiều thì cái anh gom hàng, anh shipper, anh mới báo là hôm nay anh không có đi làm. Vậy tại sao không báo luôn buổi sáng cho rồi? Hôm nay anh không có đi làm cho nên ngày mai anh mới lấy. Nhưng ngày mai không phải là buổi sáng nha các bạn. Ngày mai là buổi chiều, ngày mai anh mới lấy. Đó, cái câu chuyện là vậy. Cho nên nếu tối ngày hôm qua các bạn quan sát cái tình trạng đơn hàng là shop hẹn lại ngày lấy, xong rồi sáng nay các bạn đi học về, các bạn lên trên tình trạng đơn hàng, các bạn xem lại thêm một lần nữa, các bạn sẽ thấy cục hàng vẫn còn nằm đó. Các bạn nghĩ là shop không làm gì? Không có đâu các bạn. Anh làm hết á, làm xong hết rồi đó. Và clip ở trên YouTube, kênh YouTube đồ chơi Abo anh Phi cũng up rồi luôn á. Giống như đơn hàng ngày hôm qua là anh Phi đóng cái con Orbis Jojo vào lúc 2 giờ chiều, 3 giờ chiều. Nhưng tối hôm qua thì anh shipper báo là chủ nhật, anh shipper không có đi làm cho nên không có lấy hàng. Cái chuyện anh shipper mà không đi làm, không có lấy hàng là chuyện sai nha các bạn, sai hệ thống nha. Anh shipper đi không đi làm thì sẽ có người lấy hộ, nhưng mà không biết cái quan hệ của anh shipper với lại mấy bạn bè đồng nghiệp làm sao á, họ không có đi lấy giùm, cho nên anh shipper buộc phải nhắn cho anh Phi là ngày mai em mới lấy, mà ngày mai là khoảng 5-6 giờ chiều, cho nên chỉ có thể 7 giờ chiều nay khi các bạn cập nhật hệ thống các bạn mới thấy rằng cục hàng nó đi rồi thôi. Nhưng thực tế là hàng anh Phi đã đóng từ rất sớm rồi nha các bạn.
Điều này là điều Shopee bị thiếu trong vấn đề về quản lý hệ thống. Bên Lazada họ làm được nha các bạn. Lazada là họ đã tách bạch được rồi. Chẳng hạn như anh Phi đóng hàng xong, anh Phi nhấn vào nút là đã sẵn hệ sàn giao hàng là anh Phi xong. Nếu shipper tới lấy mà hàng anh Phi không xong thì Lazada sẽ phạt anh. Còn nếu anh Phi đã nhấn xong mà trong vòng tới 8 giờ tối mà shipper không lấy á, vì một lý do nào đó shipper sẽ bị phạt ha. Đó, nó rõ ràng vậy. Rồi thôi bây giờ anh Phi sẽ quay trở lại với câu chuyện của chúng ta. Trên con cá sấu lúc nào cũng có lỗ sạc và công tắc on off ha. Chúng ta bật on lên để chúng ta chơi. Và cái nè, thấy không? Đó. Cái mắt nó chớp rồi, thấy không? Rồi, đây đẹp không? Rồi, các bạn chờ anh Phi xíu nha. Rồi, anh Phi trở ra rồi đây các bạn. Khi test cái đơn hàng này, anh Phi mới đọc cái lời dặn của khách mà hồi nãy anh Phi có đọc trên hệ thống rồi, là khách dặn con cá sấu màu xám chứ không phải con cá sấu màu xanh. Mà ngày xưa giờ anh Phi cũng không quan sát rằng là nó có hai màu nha các bạn. Hôm nay sẵn tiện trình diễn với các bạn luôn. Đây, bạn này có hai màu. Một bạn là màu xám ha, xám nó có gân đen ở trên. Hai là một bạn màu xanh luôn ha. Thôi sẵn tiện rồi review cho các bạn xem luôn. Rồi mở on lên để chơi ha. Giờ anh Phi sẽ để ở kênh A, ABC các bạn, để ở kênh A các bạn thử. Đó nè, đi. À đó, hấp dẫn chưa? Con này là màu xanh nha các bạn nha, chứ không phải màu xám nha. Nhưng mà yêu cầu của khách hàng là màu xám cho nên anh Phi buộc phải đổi con cá sấu này. À, đi tới nè ha, đi lui nè. À, thấy không? Hấp dẫn chưa? Và khi sạc thì đơn giản lắm, vẫn để như thế này nhé. Vẫn để như thế này, bật ốp đi. Rồi chúng ta cắm vào sạc. Và các bạn nên nhớ cái gì cũng vậy, pin sạc trong này cũng là pin và nó sẽ hết. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ phải thay. Tại vì anh Phi nhận được rất nhiều câu hỏi là ủa, sạc pin vô đây mà cũng hết pin ở đây hả? Cái bình nước các bạn uống thì phải hết nước chứ các bạn ha. Đó là một cái điều rất là cơ bản nha các bạn. Cho nên các bạn khi sạc mà cảm thấy là sạc từ đây qua đây mà tới khi đầy rồi, sạc khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không có pin bên này thì phải thay pin cho bên này nhé. Cái câu chuyện nó đơn giản chưa? Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ thui con cá sấu xám. Anh Phi lỗi của anh Phi thôi ha. Nhưng mà thực sự ra mà nói á, là con cá xanh này cũng chưa có, con xanh này hình như cũng chưa có hình, cũng chưa có review. Cho nên nó là thôi anh Phi sẽ lấy nó ra luôn nha. À, cái câu chuyện nó ở đây nó còn nữa, anh Phi sẽ nói thêm một chút xíu nữa cho các bạn. Anh Phi sẽ lấy con cá sấu màu xám này ra và anh Phi sẽ cho các bạn xem cái con cá sấu này nó thuộc dòng sống nào. Sống 2G4 thì nó điều khiển chung được, nhưng nếu là sống FM á các bạn thì nó sẽ sống G2G4 thì điều khiển riêng chứ, xin lỗi. Còn nếu mà sống FM là nó sẽ điều khiển chung nha. Anh Phi sẽ dùng chính cái tay điều khiển của con cá sấu xấu xanh để anh Phi thử cho các bạn xem. Nhưng tất nhiên là anh Phi sẽ không đổi tay, mà anh Phi sẽ dùng chính cái tay này để anh Phi gửi đi ha, để nó tròn một cái sản phẩm. Mặc dù là đẩy qua đẩy lại cũng được, cũng chẳng có sao gì. Nhưng mà anh Phi sợ các bạn ngại ngùng thôi nha. Ra đây, anh Phi lấy nó ra. Và cái hộp này thì anh Phi sẽ giữ cái dây ở trên này để phân biệt ha. Đây là con cá sấu màu xám của chúng ta ha, xám nha. Nó có gân đen và ghi chú là màu xám, cho nên anh Phi sẽ phải làm theo ý của khách hàng. Mở on lên thì nó vẫn là sáng nè, thấy không? À, rồi anh Phi sẽ, đây anh Phi mở on lên luôn. À, anh Phi sẽ cho hai con cá sấu này đua nha. Và sau đây là một cuộc đua của hai chú cá sấu đến từ khu rừng Nam Mỹ của chúng ta. Bắt đầu. À, ai sẽ là người đi trước đây? Các bạn thấy không? Đây là sóng FM nha các bạn. FM thì ngay cả các bạn đặt ở đây 100 con cá sấu thì cùng một tay điều khiển nó vẫn đi nha. À, và để tránh cái tình trạng điều khiển chung này được, cho nên nhà sản xuất họ mới chuyển qua cái dòng sóng 2G4 nha. Cái dòng sóng 2G4 là gì? 2.4GHz. Và 2.4GHz là để cho chúng ta chơi chung những cái con như thế này được ha. Khi lắp cái tai này nè, các bạn nên lắp như thế này. Đấy, hôm nay, sáng hôm nay thì có nhiều điều để nói quá, cho nên là anh Phi cũng bị phân tâm. Rồi đây xong ha, anh Phi sẽ lấy pin này ra, nhưng mà chút xíu đi là tính sao. Rồi anh Phi sẽ trả anh Lĩnh con này đi, để ở trong đi rồi hồi mình tính sao ha. Rồi anh Lĩnh ơi, trả anh Lĩnh nè, lắp lại giúp anh Phi cái. Đây cái hộp của nó luôn, đây cái hộp của đèn pin luôn, đây cái dây với lại cái ấy của con cá sấu luôn. Anh Phi sẽ test con này. Rồi đây, anh Phi sẽ lắp pin lại, sau khi lắp xong anh Phi sẽ sạc cho các bạn xem nhé. Rồi anh Phi lắp pin xong rồi nhé. Bây giờ thì anh Phi sẽ moi cái cáp sạc ra. Đây,
và tất nhiên là phải chuyển qua ốp rồi mới sạc. Khi cắm sạc lên thì cái đèn sạc ở đây nó sẽ sáng lên nha các bạn. Thông thường thì những cái bộ pin như thế này thì sạc khoảng tầm 1 tiếng thì con pin trong này, trong con cá sấu này nó sẽ đầy. Và tất nhiên là pin này cũng sẽ phải thay nha các bạn. Nó là cái chủng loại pin 3A nha. Một cái vỉ nó 4 viên như thế này, thay vô cái là xong. Các bạn thích thì các bạn mua pin xịn về chơi nha. Còn pin ở Abo là pin bình dân thôi. Và bây giờ thì giống như vậy, mở xuống ha, đi tới. Nhất là để ở chữ A nha, qua B, C nó không chạy đâu các bạn nha. Qua B, C nó không đi đâu ha. Nè, thấy không? Đó, chuyển về A nha. Rồi, lùi ha. Ok. Sau khi ok xong xuôi thì anh Phi sẽ đóng hàng nha. Tới đây thì cái việc test hàng của anh Phi cũng xong rồi. Và bây giờ thì anh Phi đóng hàng để gửi hàng cho khách thôi. Và hy vọng hôm nay Shopee Express sẽ ghé lấy hàng sớm. Mà thật sự có sớm gì thì cũng tối nay họ mới chuyển về kho để phân hàng đi thôi các bạn. Nhưng có lấy sớm hay có lấy trễ hay như thế nào thì họ cũng giao từ 2 cho tới 5 ngày. Các bạn cũng đừng nôn nóng gì hết. Anh Phi chỉ sợ các bạn nôn nóng khi các bạn cập nhật trạng thái đơn hàng thôi. Chứ về việc giao hàng thì không có vấn đề gì đâu. Họ lấy cho dù ngày mai họ lấy thì họ cũng sẽ cam kết với mình là từ 2 cho tới 5 ngày nhé. Câu bởi vậy câu thần chú đó anh Phi mong muốn các bạn học thuộc là như vậy. Các bạn có nôn nóng thì cũng không nôn nóng được đâu các bạn. Bởi vì thần chú là 2 tới 5 ngày. Bởi vì nó có những cái điều trục trặc nó xảy ra như vậy đó ha. Rồi bây giờ thì anh Phi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.